Chào mừng các bạn đến với kênh Satguru Lòng Tiếng, nơi khai sáng trí tuệ, nơi tìm về chính mình. Ở Mỹ, mọi người uống nước với 3/4 cốc chứa đầy đá viên. Giờ thì những điều tôi nói ra sẽ không được ưa chuộng. Bạn nên uống nước chỉ trong khoảng 4 độ chênh lệch trên hoặc dưới. Cách tốt nhất để uống nước. Nước không phải nước đá. Ở Mỹ mọi người lại uống nước với 3/4 cốc chứa đầy đá viên. Bây giờ những điều tôi nói ra sẽ không được ưa chuộng. Khi trong văn hóa yoga, nếu bạn là một yogi, nếu bạn đang trên con đường của sự chuyển hóa nội tâm của mình, bạn muốn chuyển hóa cơ thể, hệ thống mình tới một chiều không gian khác của khả năng, thì bạn nên uống nước chỉ trong khoảng 4 độ chênh lệch, trên hoặc là dưới. Nghĩa là thân nhiệt bình thường của bạn ở đâu đó khoảng 36 độ C. Vậy bạn có thể uống nước tới khoảng nhiệt độ từ 40 tới 32 độ C. Đây là cách tiêu thụ tốt nhất nếu bạn là một sinh viên. Nghĩa là bạn đang muốn tiếp thu kiến thức, bạn đang không tìm kiếm sự chuyển hóa, bạn chỉ đang quan tâm đến việc tiếp thu kiến thức, thì bạn phải uống nước trong khoảng 8 độ chênh lệch. Nghĩa là bạn có thể uống nước tới 44 độ và 28 độ C. Nếu bạn là một người chủ gia đình, bạn không quan tâm tới bất kỳ việc chuyển hóa hay học tập nào. Đó là tất cả những gì mà bạn quan tâm. Khi ấy bạn có thể uống nước lên tới 12 độ chênh lệch từ hai phía. Vượt quá giới hạn này được xem là không có lợi cho bất cứ ai. Thế nên đó là một điều không được ưa chuộng để nói. Nhưng quan trọng nhất là bất cứ thứ gì bạn tiêu thụ cần phải đâu đó trong khoảng nhiệt độ của cơ thể, không vượt quá xa khỏi khoảng đó. Bởi nó sẽ làm rối loạn cách mà nước hoạt động trong cơ thể. Bằng việc uống nước hay bất kỳ chất nào mà rất xa khỏi thân nhiệt. Tôi biết những người yêu thích kem sẽ la ó tôi ngay bây giờ. Tôi chỉ đang nói với bạn về các điều kiện lý tưởng. Bao nhiêu người trong số các bạn muốn được sống trong phạm vi lý tưởng hay tỉnh thức được về nó, bất kể ở đâu bạn có thể giữ ở trạng thái đấy là một điều tốt để thực hiện. Uống bao nhiêu nước? Nếu bạn không cảm thấy khát, nếu bạn không uống nước thì không có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn sẽ ổn. Chỉ có ở Mỹ bạn sẽ chết nếu bạn không uống nước. Tôi đang nói đùa thôi. Không có nơi nào khác, mọi người chỉ đơn giản là uống nước. Khi họ cảm thấy khát, họ uống nước. Nếu không thì họ vẫn ổn, kể cả khi đang ở trong sa mạc. Vậy ở Mỹ, trong khí hậu lạnh, mọi người đều mang theo một chai nước và liên tục nhấp miệng, bởi các bộ máy quảng cáo đã làm điều này với họ, rằng họ phải uống thật nhiều nước, tiêu thụ quá nhiều nước. Đặc biệt khi nó được thực hiện theo từng ngụm nhỏ, cơ thể sẽ hấp thu. Khi cơ thể hấp thu, nồng độ natri vốn đang cân bằng một cách rất tinh tế sẽ hạ xuống. Phần còn lại của cơ thể cũng bị ảnh hưởng nhưng có thể không dễ nhận thấy. Nhưng trong bộ não, nồng độ natri hạ xuống sẽ dẫn đến hiện tượng phù não. Điều này không có nghĩa là não bạn đang phát triển lớn ra. Phù não có nghĩa là đó là một loại bệnh lý nhé, chứ không phải là một sự phát triển rộng mở của bộ não. Nó đang bị phù lên do sự thiếu hụt nồng độ natri và do không có đủ lượng natri. Càng uống nhiều nước hơn sẽ đi vào não nhằm cố bù đắp lượng natri cần thiết để giữ được sự cân bằng. Vậy nên càng nhiều nước trong não nghĩa là bạn càng bị óc ách. Sự mất cân bằng về tâm lý sẽ xảy ra. Thấy không, nếu bạn uống thật nhiều nước cùng một lúc, cơ thể sẽ quyết định hấp thu bao nhiêu sẽ được thải ra ngoài. Nhưng nếu bạn cứ nhấp từng ngụm nhỏ xuyên suốt cả ngày, cơ thể sẽ như bị đánh lừa và có xu hướng hấp thụ nhiều nước hơn mức cần thiết. Nhưng giả sử bây giờ bạn uống 2 lít nước, không phải tất cả lượng nước này sẽ đi vào trong hệ thống. Mức nào là cần thiết nó sẽ hấp thu, phần còn lại nó sẽ được thải ra. Không ai cần uống nước chỉ đơn giản là vì bạn nghĩ điều đó là tốt.
Khi bạn cảm thấy khát, bạn phải uống nước. Chỉ để đảm bảo rằng bạn đang uống đủ nước, hãy uống nhiều hơn 10% so với lượng nước bạn thực sự cần. Thêm vài cốc nữa chỉ để đảm bảo rằng bạn không uống ít hơn lượng cần thiết. Bạn có một khoảng thời gian nhất định trước khi bạn có thể uống nước. Đây không phải là một việc khẩn cấp. Đồng thời, khi bạn cần uống nước, khi bạn thấy khát mà bạn không uống, thì điều này sẽ gây tổn thương cho hệ thống cơ thể. Thương tổn cho tim là rất lớn khi lượng nước cần thiết không có sẵn trong hệ thống. Nhưng khi tôi nói đến nước, điều này không chỉ là về uống nước ở dạng lỏng. Bạn phải ăn thực phẩm chứa hàm lượng nước cao. Nếu bạn ăn hoa quả, có gần 90% là nước. Rau củ và những loại thực phẩm khác có trên 70% là nước. Khi bạn tiêu thụ thực phẩm, ít nhất nó phải ở cùng một mức độ với phần trăm lượng nước trong cơ thể của bạn. Thế nên bất kể thức ăn nào mà bạn ăn nên có hàm lượng ít nhất là 70%. Nên đó là lý do vì sao trái cây rau củ phải là một phần của chế độ ăn uống của bạn để lượng nước có ở đó. Sau đây là một vài chú ý. Nước không phải nước đá. Uống vì khát và chỉ nhiều hơn một chút.